Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nha. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Headset. Và ngày hôm nay á thì chúng ta lại quay trở lại với Headset. Chắc là các bạn đã quen cái câu chào này rồi đúng không nào? Và hiện tại thì mình không được khỏe cho nên cái giọng mình nó hơi kỳ thì rất là mong các bạn sẽ thông cảm nha. Và dự định của mình ngày hôm nay á là trong tập trước thì các bạn biết là mình đã kiếm được kim cương rồi các bạn. Thì tập này á mình sẽ làm một cây cúp kim cương. Và mình sẽ phải đi xuống dưới mình lấy một ít obsidian tại vì tập ngày hôm nay á mình muốn đi khám phá địa ngục. Và mình sẽ lấy một số cái thứ gọi là hay ho từ địa ngục về để chúng ta chế tạo mấy cái đồ của Tinker thôi. Thì để đào được obsidian thì mình sẽ cần phải có cúp kim cương. Thì bây giờ mình làm một cái cúp kim cương, sẵn tiện thì mình cũng để là mình đi đào bới các thứ luôn, mình sử dụng luôn đó mà. Thì để mình xuống coi ở khu vực nào có lava thì mình sẽ chúng ta lấy 10 cục obsidian nha, để làm cái cổng gọi là cái cổng địa ngục. Thì để mình lấy 10 cục obsidian rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường hả các bạn. Mình sẽ đặt cái cổng tạm ở khu vực phía ngoài này đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mình đào thiếu 2 cục. Thôi kệ, 2 cục thì chúng ta để làm cái cổng như thế này là đẹp rồi. Ok, vô coi thử coi địa ngục nó kinh khủng như thế nào các bạn. Chẳng tiện mình muốn kiếm mấy cái quặng gì đó. Cái gì, cobalt gì đó. Lâu quá mình là không chơi, mình cũng quên. Wow, hên quá. Chúng ta ở như là Adai nè. Không biết mình đào được không, hình như không được. Thấy là thấy không được rồi. Thấy thấy mất rồi nè. Đó. Vậy là phải sử dụng gọi là đồ của Tinker thì chúng ta mới đào được. Vậy là cúp kim cương không đào được mấy cái loại khoáng sản đó, như là cobalt các thứ thì chắc là không đào được rồi. Ok, không đào được thì chúng ta khám phá thử coi địa ngục nó có cái gì hay ho nha các bạn. Thì những cái loại quặng như là adai hay là cobalt gì đó thì mình sẽ có một cái gọi là một cái tập mình sẽ làm những cái bộ dụng cụ thiên và tinker luôn. Nhưng mà mình không biết là những cái gọi là những cái nguyên liệu khác thì kiếm ở đâu, tại vì mình đi vòng vòng thì không có thấy. Các bạn có thấy là bình thường nếu như chơi Tinker ấy thì chúng ta có thể đào được mấy cái khoáng sản của Tinker, nhưng mà đằng này wow, mấy con bò gì đây. Đằng này á thì mình đào lại không được, mình đào nó không có đi, không có thấy những cái loại quặng của Tinker, chả biết là nó kiếm ở đâu nữa, cho nên cũng khá là khó khăn. Rồi, làm cái cầu thang đi xuống các bạn. Thận nha, ăn vô lava cái là xác con ngựa định luôn ấy. Ok, xuống đại chiến với lại con demon bò coi. What the fuck, quýnh nó một cái là coi như là nó cháy tè le hết. Đừng cháy, nó cháy nó mất hết đồ các bạn ơi. Đợt dưới này có mấy cái cây lạ ta. Con gì đây? What the heck, con gì á? Con gì vậy ta? No. Wow, con gì không kịp nhìn luôn. Nó toàn lửa không à? Người nó toàn lửa. What? Con gì vậy ta? Mình không kịp nhìn luôn á. Ok, chúng ta lại tiếp tục nào. Và con này là con gì không biết luôn. Dưới địa ngục có nhiều con lắm các bạn. Mình không biết con này gì á luôn. Heo hay sao á. Quýnh thì tưởng nó là con heo, nhưng mà nó lại không phải là con heo. Nó giống như là con heo vậy á, nhưng mà không biết nó phải là con heo. Ủa, có ba cái đầu xương ở đâu ta? À, nhớ rồi. Ba cái đầu xương này thì mình kiếm được ở cái thanh giá gì đó, chả biết. Nhưng nói chung là mình vừa mới lấy một cái godwood về. Có cái gì lạ lạ thì mình sẽ mang về. Mình mang về coi thử có làm gì được không. Tại vì mình thấy nó đổi ra thì nó cũng làm được
fluid tăng và làm được mấy cái khối nhìn cũng khá đẹp. Có thể chúng ta mang về chúng ta xây nhà chẳng hạn. Cần trang trí cái gì thì chúng ta trang trí thôi. Và có thể lấy thạch anh. Với lại thạch anh đó các bạn à, nếu như bạn nào muốn mà kiếm level nhanh nhất á, đi xuống dưới địa ngục đào thạch anh là lên level nhanh nhất. Theo mình gọi là kinh nghiệm của mình ấy, là đào thạch anh là sẽ lên level nhanh nhất. Và chúng ta coi thử coi có làm được cái gì không. Đấy, làm cũng được mấy thứ lặt vặt. Không thì ép khối lại xây nhà các bạn. Xây nhà bằng thạch anh cho nó bảnh. Nhưng mà trong đây hình như là có cái mắc bồ. Đúng rồi, cái có trong cả mod thì nó có cái mắc bồ nó cũng trắng trắng gần như thạch anh vậy á, nhưng mà nó gọi là không có hiếm như thạch anh. Thì chúng ta có thể sử dụng mắc bồ thay thế cho thạch anh cũng được. Này có mấy cái cây lạ ta, mấy cây nấm nhìn đẹp đẹp hay hay. Chặt thử coi. Ồ, chặt là mất luôn, không lấy được. Đó, có mấy con mắc ma, monster, quái vật đợt. Căng ta. Mấy con này hình như là sinh ra trong lava ấy. Tại bữa đợt trước á, lúc mình vô ấy, mình mới bắt đầu gọi là chuẩn bị quay ấy, mình cũng thấy nó xuất hiện ở thế giới thật luôn. Chứ nó không... Wow, có một cái một cái gì nè, cái tòa thành nè bạn ơi. Được được, chúng ta sẽ sẵn tiện sẽ đi vào tòa thành kiếm đồ luôn. Mình cũng đang nghèo đồ. Ha ha. Thì chúng ta sẽ đi vào đây, chúng ta kiếm ít đồ nè. Không quên, quên. What? Phải đi lên như thế này. Đấy. Làm cái cầu thang đi lên chứ. Đấy, làm cái cầu thang đi lên, đi vòng vòng lên các bạn. Chứ đào vô nó đâu có được đâu, này là cái trụ mà. Ok, cuối cùng mình đã lên tòa thành rồi đấy bạn. Đợt có con play. Bờ lay. Ý, chạy. Wow. Chỗ nào đường nào nguy hiểm mình phải phong ấn lại các bạn. Không thể nào. What the fuck? Mấy con này keo gì? No. Ôi, mấy con này nó keo dữ ta. Không tin luôn á. Mày. Ồ, kiếm được que lửa. Cái này là gì? Của ban không đào được. Không đào được như không. Mày. Ủa sao cái tòa thành này nó nhỏ nhỏ ta? Kỳ á. Nhỏ xí à. À, mình coi trên bản đồ được các bạn. Đi qua đây. Ồ, đừng cục rồi. Hay là mình phải đi vô đây ta? Ôi, hình như là phải đi vô đây á. Ok, đi vô đây thì mình sẽ lấy một ít. Chà, xuống đây nó giật lắc lắc luôn nè. Lava chảy lắc lắm bạn. Thiệt luôn á, lava chảy cực kỳ lắc. Lava, nước, các thử chảy lắc lắm. Cái gì gặp mấy con play nữa. Ok. Đắp lại rồi. Phải an toàn. Mặc dù mình biết là mình chết không mất đồ, nhưng mà nó sẽ rất là tốn công. Chạy tới chạy lui nó rất là mệt các bạn. Cho nên phải hạn chế cái việc mà mình chết đi. Chúng ta phải đi kiếm được đồ mới. Đồ ngon, đồ xịn chứ cứ chết thì làm được cái gì. What the fuck, hên quá. Zombie Bitman. Nhưng mà con zombie Bitman này nó lại không có đánh mình. What the fuck, nó mặc dù nó là boss nhưng mà nó không đánh mình. Cũng may. Oh. No. Oh, cái gì đây? Có cái túi. Ê. Rồi, chặn lại. Nguy hiểm các bạn ơi. Nó có cái ọt bát. Wow, chờ Emerald. Này làm được gì không? Làm được.
Nó có vài cái mới. Từ để mình đi, hình như là bên này vẫn còn nè. Mình nghĩ là đi đấy, như thế này đạp re để biết đường, biết trên đó có cái spawner. Và à, ở đây là cái phòng giữa nè, mà nó mọc loot, nó mọc mấy cái cây gì á, cho nên mình không thấy đường. Mở đây coi, mở đây coi. Từng đường mở, giờ mình ta sẽ thử đập ra. Wow, con canon Wither. Ồ, cái này cộng với lại một cái đầu sẽ ra cái đầu đen. Cái đầu xương sẽ ra cái đầu đen, nhưng mà tiếc mình nghĩ là sẽ khá là khó kiếm cái đầu đó. Cái đó nó còn khiếm hơn cái đầu Wither nữa. Thà kiếm cái đầu Wither dễ hơn. Chặn lại. Gì đây? Slenderman. Wow, có thể làm được cây gậy nè các bạn. Ngon à, nhưng mà cần cái này nữa. Wow, hết chỗ luôn rồi. Record là cái đĩa. Chết cha, hết chỗ rồi. Sao đây? Đây, cất bớt. À đúng rồi, cái này sẽ làm cái đuốc. Đấy, bỏ vô đây, tiết kiệm được chỗ đấy không? Lấy được cục vàng. Hai cục obsidian, bỏ này vô đây, bỏ này vô, lấy được cái này. Ngon. Để đi qua đây nữa được đúng không ta? Đây là đường cục rồi. Đường cục rồi, đường cục là không nên chơi. Cho tụi nó ở đó đi. Ok, đi xuống tiếp coi. Mới mình làm được cái kiếm này cũng khá ngon ấy. What? Đợt nó đi kiếm mình luôn à? Vãi nồi. Mạnh vãi. Do mình mặc cái set đồ nó cũng khá là yếu các bạn, cho nên mấy con này đánh đau lắm. Có gì không ngon vứt bớt đi, chắc vứt luôn cúp sắt đi. Ồ, có bú địa ngục, có bú địa ngục. Wow, có rương, để mình coi thử. Mở ra. Bạc. Này là gì đây? Cây gì á? Ok, đại. Lụm mấy thứ lặt vặt về cũng được các bạn. Ở đây thì có. Mày hả bưởi? Wow. Mình làm được ba cái này luôn, là ba cái này là đổi được một cái đầu Wither rồi các bạn. Cái này là gì đây? Cái ớt hả? Ớt là làm gì đâu? Thôi khỏi đi. Đụm đồ gì cùi dưới ta. Cái này có nên lấy về không? Tại vì hiện tại mình đang full rương mất tiêu rồi. Cái này làm được gì không? Ok, không làm được gì vứt ra. Cái này làm được gì không? Yeah, làm được thành da bò giữ lại. Mình chỉ cần lấy bố đi ngục thôi. Wow, ở sau này có đường đi nữa, mình chỉ cần lấy bố đi ngục thôi. Các linh hồn thì chúng ta kiếm dễ rồi. Tập nào. Wow, mấy cái này toàn là mấy cái trái không hả bạn à? Ồ. Wow, ra đây là hết rồi hả? Như đồ không ngon lắm. Hí hí. Không như mình mong đợi lắm. Ồ, bên này có. Mình lấy cái này chưa ta? Lấy rồi. Hello. Ngu nè, ngu nè, ngu nè, 2,5 nè mà ngu nè, 2,5 mà đòi vô 2 ô nè. Wow, ủa chỗ này nãy mình đánh rồi, nhưng mà mình chưa vô cái chỗ khu vực này, đi lên lòng. Ê đù, ê đù, ê đù, này thì xì ke, mãi lắc dễ sợ, lắc kinh khủng luôn các bạn. Đi vào vào chỗ này nè, mấy con chắc mình mấy con play ấy nó làm lắc kinh khủng. Giảm xuống một tí rồi reload trên phát đợt giật quá chịu không nổi luôn á, giật quá dễ chết lắm. Coi cái này có gì, bú địa ngục với dép dép ngựa thôi, lấy làm gì.
Wow, tính ra cái tòa thành này cũng khá là rộng, nhưng mà kiểu như nó nằm ở phía dưới những cái núi dưới địa ngục ấy, nó nằm ở dưới ấy, cho nên cái minimap nó không có hiển thị được hết, cho nên chúng ta thấy tưởng nó nhỏ, chứ thiệt ra nó cũng khá bự các bạn. Nãy giờ đi chưa hết mà. Ồ, ở đây đường cục. Cục thôi, mình sẽ chặn cái đá lại cho biết là đường cục. Chặn lại. Ok. Thấy không? Đây, bạn thấy giật giật lắc lắc. What the heck? Con xương boss các bạn ơi. Căng rồi. Căng rồi, căng rồi. Nhưng mà nó ngu lắm. Chỉ giết được nó thôi. Xương boss nhưng mà nó ngu lắm. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy sự ngu ngốc của nó chưa? Hí hí. Wow, xương đen có khiên nữa. Đó, khi nó có khiên hình như là đánh nó ít máu hơn. Lúc nãy mình nhớ mình đánh 10 giọt luôn. Wow, bên này được thêm 6 cái nữa là được hai cái đầu Wither đó. Ngon ta. Tính ra là ngon ấy. Có cái cung nữa. Chả biết để làm gì luôn. Rồi, tiếp tục. Lô. À, có đường đi. Có đường đi là mình phải qua. Chết chàng quýnh không kịp. Đây, nó có cái túi gì kìa, nó có cái túi gì kìa. Footback. Mở. Cho trái beetroot. Beetroot mình có chưa ta? Không biết mình có beetroot nhà chưa nữa. Thôi cứ để dành đi. Có gì về cần thì mình trồng, không thì thôi. Bánh quy. Bánh quy chắc hỏi. Khỏi. Bịt lại luôn. Đi lòng vòng trong đây. Đợt boss mới ghê chứ. Mà cũng may. Boss đó thì nó bắn chậm. Đánh đầu lắm. Không biết con lay ở đâu mà nó. Ồ, cúp enchant, cúp enchant. Cúp enchant quăng gì ra đây? Quăng gì ra đây ta? Nè, ăn này là máu nè. Mày thích bắn không? Efficiency 2 cũng không ngon lắm. Nếu là mình đi hết chỗ này rồi. What? Cúp mắt me cúp. Mắt me cúp bự gì? Hết hồn. Chém mày. Chém. Rồi, chỗ nào đi rồi mình chặn lại đi. Cho nó biết là đường mình đi rồi. Khỏi mất công đi ngược lại hoặc là đi lộn bạn. Lên nữa. Nghe tiếng con gì thở thở ghê. Không có gì ngon luôn. Đi rồi mình sẽ chặn lại ha. Địa ngục có vẻ là. Để mình lấy cái cây này về chơi đi. Ôi. Lướt vút không lấy được hả ta. Cứng gì? Đợt cứng gì? Đá gì? Sao lấy? Ok. Đi ngõ khác. Cứng vãi nồi. Hay quên. Này là cái spawner. Có gì hết. Nhưng mình quên đường về luôn rồi nè. Nói chung là thu hoạch cũng khá khá thì còn bác này làm gì vứt đi. Nãy giờ quên vứt chứ. Chỉ là cho mình cái đĩa nhạc à. Đấy, đây có đường lên mà bị lava nó che nè các bạn. Mình chỉ việc ốp vô lava rồi tiếp tục thôi.
có khá là nhiều quặng luôn, Adai rồi Coban các thứ. Thì hy vọng là sau này mình có thể lấy được. Trời ơi, bắn loạn xạ luôn kìa. Thôi mày vô đó ai chơi với mày. Chỗ này đi chưa ta? Thôi chắc là kiếm đường về được rồi đó. Kiếm đường về thôi. Khám phá như này là đủ rồi. Khám với phá như thế này là ổn rồi á. Ủa, để mình nhớ mình lên nước nào ta. Mình không biết là cái nhà của mình giờ nó nằm ở đoạn nào nữa nè. Bây giờ zoom lên sao ta? Zoom cái bản đồ lên là không biết cái nhà mình ở đoạn nào luôn, mới ghê nè. Thôi, bây giờ mình có một cách để mà chúng ta có thể quay trở về nhanh nhất, đó chính là wow, các bạn thấy không? Về coi như là bằng đường hàng không luôn các bạn, bay về chứ không có chơi là coi như là về bình thường nữa. À, mình có biết rút rồi. Thì ok, tập này thì mình cũng muốn là chúng ta đi khám phá địa ngục cũng như là tìm kiếm thêm những cái món đồ lạ lạ trong phiên bản mới. Thì ok, và mình cũng bật mí cho bạn biết là mình cũng có ngồi đây xem một tí. Thì á, ngoài những cái mình nghĩ là ngoài những cái cánh cổng á, những cái cánh cổng cũ như Twilight nè, hay là gì đó, thì mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều cổng nè. Mình nghĩ là đây là sẽ là có rất là nhiều cổng hay là cái gì đó, thì hy vọng là chúng ta có thể khám phá được cái gọi là cái mod pack này một cách tốt nhất. Thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm tài nguyên khoáng sản trong tập sau, thì có thể là chúng ta sẽ cần phải đi kiếm những cái thứ này, nhưng mà mình chưa biết là những cái loại quặng này thì nó gọi là ở đâu nữa, nó mới khó chứ. Bây giờ mình chưa biết nó ở đâu nữa nè. Iron thì đào được diamond, iron thì ngon rồi đó, thì dễ rồi, nhưng mà chúng ta cần chắc cũng tầm phải là nếu mà muốn đào này chắc cũng phải là mandulin mới đào được. Mandulin thì được làm từ cái gì? Mandulin, block mandulin, nhưng có thể sử dụng như beacon luôn kìa. Nhưng mà làm sao để chế tạo ra mandulin được? À đây, coban với không, mandulin là nó ngon hơn cái gì à? Cái gì nè? Gì đào được Adai ta? Cái gì ở sau phía sau của cái mandulin? Obsidian hả? Wow, obsidian là đào được. Vậy thì đơn giản. Vậy là tập sau mình sẽ cố gắng đào obsidian, rồi chúng ta sẽ đi đào coban, rồi sau đó sẽ làm tới mandulin. Mandulin là như là ngon nhất. Nhưng mà nếu như bạn muốn, hình như là chỉ làm cái lưỡi thôi, còn không là phải sử dụng cái đồ bằng giấy để mình nghiên cứu trong tập sau đi. Rồi ok, tập này chúng ta cũng đã đi khám phá địa ngục rồi. Nếu như bạn nào thấy tập này hay cũng như là hấp dẫn thì bạn đừng quên để lại một like và chia sẻ video giúp mình nha. Ngoài ra nhớ click đăng ký cũng như là kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.